để xua tan những giây phút buồn phiền. Tình yêu cất lên với bao lời ca, cùng gió với mây sẽ bay thật xa. Ngày mới thêm tuyệt vời. Chào buổi sáng, ta đang phải nhâm nhi. Thực phẩm nguyên chất dinh dưỡng và healthy. Dù là công sở hay là học sinh, trải nghiệm hương vị một lần chắc chắn là không quên. Hay là vệ sinh, là thứ chuyện của fast food. Tiện lợi khắp một nơi khi cần là food mode. Vững bước này dài năng động cùng bánh tươi Bảo Ngọc. Một khá là say đắm, hai khá là ngất ngây. Bánh tươi Bảo Ngọc cho ngày mới đầy năng lượng.